Anh Nguyễn Khắc Ly, chủ một số tiệm cắt tóc barber có tiếng tại phố cổ Hà Nội cho biết, ý tưởng lên núi cắt tóc được bắt đầu từ người anh trai của anh là Nguyễn Khắc Như, chủ tiệm tóc tại Đà Nẵng. Những ngày giữa tháng 1, Ly đón máy bay từ Hà Nội về Đà Nẵng, hội quân với Như cùng hai người bạn trong nghề, cả nhóm mang theo lĩnh kỉnh đồ nghề, ngược lên núi hất tóc cho bà con. Điểm đến là các nóc làng nằm giữa lưng chừng núi, phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ ở xã Trà Gion, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Bà con bên này thì tóc dài, và cái việc đi cắt tóc đi xuống dưới thị trấn để cắt rất nhiều khó khăn. Thì em ở ngoài Hà Nội thì đợt này em cũng quyết tâm về có thể là lên vừa thăm mấy cô mấy chú, vừa có thể là hỗ trợ cắt tóc được cho mấy cô mấy chú, để cho mấy cô mấy chú có những cái kiểu tóc đẹp chú. Bên các gian nhà gỗ, hàng chục bà con đã đứng đợi sẵn từ giữa trưa. Trên một khoảnh đất chật trước nhà chủ làng, từng người thợ sửa soạn đồ nghề cắt tóc mang theo của mình, rồi dựng ghế phục vụ bà con. Từ ban đầu chỉ vài người, thấy người dân làng mình được diện tóc đẹp từ các tay kéo có tiếng ở thủ đô, bà con ca dông lần lượt gọi nhau tới đứng vây kín nhóm thợ. Ngay khi vừa xuống tóc, thấy hình ảnh mình trẻ lại trong chiếc gương, nhiều người đã không giấu nổi niềm vui. Những chuyến ngược núi cắt tóc, tặng quà chia sẻ yêu thương với bà con vùng cao đang được nhiều nhóm trẻ tổ chức để mùa xuân thêm ấm áp hơn.